Kính thưa quý vị, 16.000 tỷ đồng cho ngư dân cảnh sát biển. Quốc hội Cộng sản Việt Nam hôm ngày 9 tháng 6 thông qua gói 16.000 tỷ đồng tương đương với 750 triệu Mỹ Kim hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư. Ngoài khoản chi này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn nói sẽ cho ngư dân vay 10.000 tỷ đồng, tức 510 triệu Mỹ Kim với lãi suất thấp 3% một năm để đóng tàu cỡ lớn, phục vụ đánh bắt xa bờ. Có 98,4% đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý với nghị quyết thu chi này. Đại biểu Quốc hội Chu Lê Chinh của tỉnh Lai Châu phát biểu, hiện nay trong bối cảnh tình hình hết sức đặc biệt, ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ phải có những quyết sách và đối sách đặc biệt, ưu tiên mọi nguồn lực cho vấn đề Biển Đông là số 1. Việt Nam đang tích cực hiện đại hóa đội tàu đánh cá và kiểm ngư với công suất và sức bền lớn hơn. Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, tàu kiểm ngư được cho là lớn và hiện đại nhất Việt Nam được xuất xưởng tại Quảng Ninh, trong một buổi lễ mà đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tham dự. Việt Nam cũng được cho là sẽ được cung cấp các tàu tuần duyên hiện đại từ Nhật Bản vào đầu năm sau. Tuy vậy, đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch được trích lời cho biết khoản chi này là chưa đủ và rằng Quốc hội nên thể hiện quyết tâm rất mạnh mẽ để bảo vệ biển đảo bằng cách cắt phần lớn các khoản chi tiêu thường xuyên như giao tế, tiếp khách, mua sắm, đi lại. Cùng ngày, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng cũng đã gửi thư đến nghị viện các nước để kêu gọi đồng hành với Việt Nam phản đối hành động sai trái của Trung Quốc và bảo vệ chính nghĩa. Trong khi đó, dường như không thấy dấu hiệu Trung Quốc nhượng bộ đòi hỏi của Việt Nam.